Đức Đại của kênh Cây Giống Nông Nghiệp 4.0 xin được kính chào quý bà con cũng như quý khách hàng nhé. Hôm nay nhà vườn xin được giới thiệu tới quý bà con cũng như quý khách hàng cái giống me Thái ấy. Me Thái hay còn gọi là me ngọt nhé. Cây giống bằng nhân giống bằng hình thức là ghép cành nhé. Bầu sơ dừa, cây có chiều cao từ 5-60 cm nhé. Cây đang xanh tươi và sạch sâu bệnh nhé. Me Thái hay còn gọi là me ngọt đấy, nó khác với cái dòng me tự nhiên, me rừng của chúng ta là ăn nó có vị ngọt nhé, bùi bùi, cơm dày và quả to gấp đôi so với cái hàng me rừng, me chua chúng ta nhé. Hiện tại thì quả me Thái thì được rất là nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng, giá thành trên thị trường cũng rất là lớn. Thường sẽ được thu hoạch từ tháng 12 cho đến tháng 4 năm sau. Thị trường của me Thái thì cũng rất là lớn nhé. Cây me Thái thường được trồng để làm kinh tế, cũng như là trồng để làm cây sân vườn, cây cảnh, cây bóng mát, tạo cảnh quan bóng râm rất là tốt. Đặc biệt thì cây me Thái chịu được hạn hán rất là tốt. Cây sinh trưởng khỏe mạnh và ít bị sâu bệnh xâm lấn ạ. Hiện tại thì me Thái được trồng rất là nhiều ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhé. Cây nhân giống bằng hình thức ghép cành này cũng cho quả rất là sớm. Chúng ta trồng sau tầm khoảng hơn 1 năm đến 1 năm rưỡi là bắt đầu cây bói quả nhé. Me Thái thì phù hợp với rất là nhiều cái dạng khí hậu cũng như là thổ nhưỡng ở từng vùng miền của nước ta nhé. Và được rất là nhiều bà con cũng như là quý khách hàng quan tâm và ưa chuộng tìm hiểu đến cây me Thái này. Nhà vườn Đức Đại thì hôm nay cũng có một lô me Thái chuẩn bị giao cho khách hàng của mình ấy. Thì tiện đây thì cũng làm cái video để giới thiệu cho quý bà con cũng như quý khách hàng nhé. Mọi thông tin cũng như là chi tiết về cây me Thái, kỹ thuật trồng và chăm bón chi tiết thì cũng như là liên hệ để đặt mua hàng thì quý bà con cũng như quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Zalo cũng như là gọi điện thoại trực tiếp đến hai đầu số đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Quý bà con cũng như quý khách hàng chúng ta quan tâm đến dòng sản phẩm me Thái giống này thì liên hệ với Đức Đại để được kết nối Zalo nhé, để được xem hình ảnh cây me, cây giống tại thời điểm hiện tại nhé. Và mỗi một thời điểm nhé. Nói thêm một chút về cây me Thái thì nó được du nhập vào Việt Nam chúng ta cũng mới mới đây thôi, nhưng mà được khá là nhiều người ưa chuộng và quan tâm ấy. Nên là hiện tại thì cây me Thái đang được rất là nhiều người trồng thử cũng như là bắt đầu trồng có quả và cho đạt được cái sản lượng rất là tốt. Cây me Thái thì nó trong tự nhiên nó sống rất là lâu nhé, nó từ 5 đến 70 cho đến 70 năm tuổi và cho sản lượng cũng rất là tốt so với cái hàng me chua, me rừng. Quả me thì được ứng dụng trong cuộc sống, thứ nhất là chúng ta ăn tươi cũng được, mà chúng ta làm những cái món mứt rồi là làm không, nghĩa là chúng ta có thể ăn kèm hoặc là pha chế rất là đa dạng và phong phú nhé. Làm mứt rồi làm ô mai các kiểu đấy ạ. Thị trường rất là rộng, mà mỗi một cân me Thái tươi bán ở ngoài thị trường cũng giá thành nó cũng rất là cao đấy ạ. Cây me thì trồng ở được rất là nhiều những cái chất đất, nên là cây me không hề kén đất chút nào. Chỉ có một điều là không chịu được úng, và chính vì vậy nên là khi chúng ta trồng me Thái chúng ta cũng nên lưu ý một chút, tránh để cây bị ngập úng. Ngoài ra thì me Thái thì nó yêu cầu cái công chăm sóc rất là ít, một năm hầu như là không cần phải quá không cần phải chăm bón rất là quá nhiều, thậm chí là chúng ta có thể là không hề bón phân cũng như là chăm bón, cây vẫn có thể cho hoa cho quả. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên trồng và cũng mong là cây nó sẽ có đạt được những cái
hiệu quả kinh tế thì chúng ta nên để ý và cũng nên chăm sóc nó một chút. Một năm chúng ta có thể bón 1 đến 2 lần phân bón và đốn tỉa cành lá cũng như là phát quang bụi rậm, tránh trường hợp bị những cái dòng sâu bệnh cũng như là một số những cái côn trùng động vật nó phá hoại. Cây me thái ghép thì nó cũng không quá là lớn đâu, nếu một cây trưởng thành thì nó bắt đầu cho thu hái thì nó cũng không quá là lớn, nên là chúng ta trồng cũng không tốn nhiều diện tích lắm. Nhưng mà dù gì thì nó cũng là một cái dòng cây lâu năm, nên là chúng ta cũng nên lưu ý trồng với cái khoảng cách nó vừa phải, tùy vào cái mục đích mà chúng ta sử dụng cũng như là cái thời gian mà chúng ta chăm sóc ấy. Cây me thái thì sinh trưởng là rất là tốt, thường thì sẽ ra hoa vào từ tháng 6, tháng 7 hàng năm và bắt đầu cho thu hoạch vào từ tháng tháng 10 cho đến tháng 12, rồi ra đến hết tháng giêng, tháng 2 vẫn vẫn có quả me để thu hái nhé. Nó tùy vào cái từng những cái thời điểm cũng như là cái khí hậu từng vùng miền nữa. Tí hoa của me thái thì nhìn nó cũng khá là đẹp, nên là nhiều người người ta quan nhiều người họ thích, họ muốn trồng cái sân vườn thì họ cũng lựa chọn cái dòng me thái này, bởi vì hoa của nó cũng khá là đẹp mà quả của nó ăn cũng rất là ngon. Cây thì nó có dáng rất là lạ nên là rất là được được khá là nhiều người ưa chuộng ấy. Cách trồng thì me thái chúng ta có thể chúng ta có đào cái hố tầm rộng tầm khoảng 6-70 cm, rồi chúng ta cho phân chuồng ủ mục cũng như là cái phân bón lót xuống, rồi là kèm thêm một chút vôi bột để khử khuẩn cho cái hố của chúng ta. Chúng ta bốc bầu và trồng cẩn thận thôi. Trong quá trình chúng ta trồng xong thì chúng ta nên nên tưới nước cho cây thật đẫm. Sau đó thì chúng ta cắm cây định hình cho cây me của chúng ta, tránh trường hợp nó bị đổ gãy. Sau khi cây me nó phát triển thì nó bón bén rễ rồi thì chúng ta bắt đầu chuẩn bị vun gốc và bón thúc cho cây để cây sinh trưởng một cách khỏe mạnh nhất và sớm cho chúng ta được cái sản lượng cũng như là cái quả. Thì cây me chúng ta trồng tầm khoảng hơn 1 năm đến 2 năm tuổi đã bắt đầu cho quả rồi. Và trong quá trình cây nó mới phát triển thì quả nó không được sai lắm, nên là chúng ta cũng nên để ít thôi. Chúng ta để ăn thử sản phẩm của cây me như nó như thế nào thôi, cũng không nên để quá nhiều. Thì sau chúng ta trồng đến năm thứ tư thứ năm thì bắt đầu cây me cho chúng ta cái sản lượng thu hoạch nó lớn dần đấy, nên là sẽ đấy thì sẽ đạt được cái sản lượng tốt hơn. Trong quá trình mà cây nó phát triển thì chúng ta cũng nên lưu ý một số những cái dòng bệnh sâu bệnh nó xâm lấn ấy, ở những cái môi trường cây cây nó phát triển ấy. Thì chúng ta cũng nên lưu ý một chút và đốn tỉa những cái cành mà nó không đem lại cái hiệu quả. Còn cây me thì nó sinh trưởng và phát triển ở cái điều kiện khắc nghiệt cũng khá là tốt, phù hợp với rất là nhiều những cái khí hậu từng vùng miền. Nên là cây me được rất là nhiều quý bà con cũng như quý khách hàng trồng thử và đạt được những cái năng suất nhất định. Toàn trên đây là một số những cái điểm mà lưu ý cũng như là nhà vườn Đức Đại muốn nói, muốn truyền đạt cho quý bà con cũng như quý khách hàng được biết về những ưu nhược điểm của cây me đem đến. Thì mọi thông tin cũng như là liên hệ mua hàng thì mong là quý bà con cũng như quý khách hàng vui lòng liên hệ qua Zalo cũng như gọi điện thoại trực tiếp đến 2 đầu số đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Đức Đại xin được dừng lại cái video giới thiệu về giống cây me của mình ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con cũng như quý khách hàng ở những video tiếp theo nhé.